Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan cái trường đó là VCC, một cái trường college rất là nổi tiếng ở Vancouver. Thì có hai campus, thì đây là campus ở Broadway. Ok, mọi người theo mình nha. Vancouver Community College là trường cao đẳng cộng đồng được thành lập đầu tiên và lớn nhất tại tỉnh bang British Columbia. Trường đã cung cấp các chương trình chất lượng cao cho sinh viên Canada và quốc tế trong suốt 50 năm qua. Trường có khoảng 16.000 sinh viên theo học và có tới hơn 2.000 du học sinh đến từ 60 quốc gia trên thế giới. Và Việt Nam vinh dự là đất nước có nhiều sinh viên đang theo học tại đây. Trường luôn đứng đầu trong việc đáp ứng nguyện vọng của sinh viên theo thống kê hàng năm của tỉnh bang nhờ vào thứ nhất, giảng viên trình độ cao và đội ngũ hỗ trợ tận tâm. Thứ hai là ngành của trường rất đặc trưng, mang tính ứng dụng cao. Và cuối cùng đó là phương pháp tiếp cận lấy sinh viên làm trung tâm. Tham quan trường và gặp một sinh viên người Việt, chúng ta hãy cùng giao lưu nhé. Hello tất cả mọi người, mình tên là Khôi Lê, mình đang học ngành kỹ thuật sửa chữa ô tô tại VCC Vancouver. Du học tại VCC cung cấp những phong phú các lĩnh vực gồm các chương trình nghề, các chương trình chuyển tiếp lên đại học và các chương trình tiếng Anh. Trong lớp VCC thường có 15 đến 16 học sinh, thì ông thầy sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận với các học sinh. Mình kết hợp khóa học này bởi vì khóa học này là hands-on thực tế để cho mình tạo mình cái foundation để khi mình tốt nghiệp ra trường thì có nhiều kinh nghiệm hơn để với đời sống. I like everything with this program. Well, it's hard, but it's fun. Nếu mà chúng ta học về những cái ngành nghề á, thì đây là một cái sự lựa chọn rất là tốt. Hãy liên hệ Bo Nguyễn để được tư vấn chi tiết.